Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Tùng MG của mình. Và chúng ta đến với phần chơi Ark Survival Respawn IO tập thứ 6. Thì bạn nào mà chưa xem tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 gì đó thì các bạn... Ủa tập này tập mấy nhờ? À đúng rồi, tập này tập 6. Và bạn nào mà chưa xem 5 tập trước thì các bạn bấm vào channel của mình và xem từng tập, diễn biến của từng tập để xem coi mình đã làm gì trong 5 tập trước nha anh em. Và tiện tay anh em xem thì hãy nhấn like, và bạn nào chưa subscribe thì subscribe cho kênh mình và share cho mọi người đều biết những cái video của mình nha. Ok, quay lại với diễn biến của tình hình chiến trận ở bên sa mạc này. Thì ở tập trước thì mình đã rất là fail tại anh em không á, chứ tại ai. Vì anh em mà tôi bây giờ ngay cả kiến thức thêm mantis là cái con cào cào mà tôi còn không biết tem đây nè. Và tôi fail rất là fail. Nhưng mà quay qua quay lại thì tôi đã tem được hai em, đó là em Daiwood và em Terabird. Hai con này cũng hơi bị chiến nha anh em, hơi bị căng đấy. Thì nói về một tí về trước khi mà bắt đầu video, mình có vài câu hỏi muốn hỏi với anh em như thế này. Thật ra là có nhiều anh em nói rằng là, trả lời câu hỏi trước đi, có nhiều anh em nói rằng là tại sao mình không edit video. Và mình xin trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là thực sự máy mình rất là yếu. Mình chơi được ARK cho các bạn xem là một nỗ lực thực sự của máy mình. Và nếu trong quá trình, anh em biết đâu phải là edit video, có nghĩa là chỉnh sửa video á, nó còn phải render ra, có nghĩa là nó xuất cái file mà đã edit ra rồi á, thì cái quá trình render đó rất là giảm tuổi thọ của máy. Nếu mà trong quá trình render mà nó xảy ra trục trặc gì, cũng như là render nhiều, nó sẽ làm giảm tuổi thọ máy, thì máy ở đâu mình quay cho các bạn xem video nữa, đúng không? Cho nên là một số bạn nói là tại sao không edit video, thì thành thật xin lỗi các bạn vì điều đó. Mình chơi chay và mình chơi theo giống như là cái nền tảng livestream vậy, mình chơi tới đâu rồi mình sẽ share cho anh em xem, chỉ đơn giản vậy thôi. Mình không có cắt ghép edit gì nhiều để mất công anh em không thể nào mà nắm được những cái bài học của mình. Ok, cái thứ hai là anh em nói tôi là tại sao không bật tiếng nhạc lên. Có hai cách để bật nhạc, một là vừa chơi như thế này và ở YouTube mình sẽ bật nhạc lên cho anh em nghe. Cái thứ hai á là mình sẽ edit video chèn nhạc vào. Thì hồi nãy edit thì chắc chắn là không thể là mình làm được rồi. Còn bật tiếng nhạc lên thì nó sẽ ảnh hưởng một số mình, có nghĩa là đôi khi mình chơi game mình cần phải nghe tiếng thú, mình nghe tiếng bước chân của những con thú nguy hiểm tới lại gần mình. Mà các bạn kêu là mình phải bật nhạc thì đôi khi mình nghe lẫn lộn, mình không thể nào mà tập trung được. Thì cái điều đó thì nếu mà anh em chấp nhận thì ok, mình không vấn đề gì với anh em cả, mình vẫn bật nhạc cho anh em nghe. Mình thì không sao, anh em hiểu không, mình thì không sao, vấn đề đó thì mình không có ngại. Nhưng mà mình thì mình muốn hỏi ý kiến của anh em trước, tại vì quay cho anh em xem thì phải hỏi ý kiến anh em, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Con này thì hôm nay mình tính thêm luôn, con level 45 á thì nó hơi chua với mình thiệt, level 45 thì hơi chua với mình, nhưng mà mình thử như thế nào ha. Họ đáng lý ra mình phải dụ nó đi ra đây. Với 11 cây cung không biết đủ không nữa. Không đủ, tại vì cái này mình bắn chơi thôi. Tối một tí nữa mình về mình làm, mình làm cung tiếp. Cái này mình chỉ bắn chơi thôi nha anh em. Rồi, không đủ tem rồi. Rồi, xong. Ôi what the fuck, ôi bắt xẹp. Qua đây cưng ơi, qua đây cưng ơi, đừng quấn nó, á làm giảm cái ấy của mình rồi, làm giảm cái level tem thú của mình rồi, ok, không sao. Ở tập trước mình bỏ sổng một con T-Robot, anh em nhớ không, một con T-Robot màu xanh, và mình kiếm nó hoài không thấy cho nên mình cũng đành chịu rồi.
Mình kiếm nó hoài không thấy cho nên mình bỏ cuộc rồi. Mình đi rà hết cái đám này rồi mà không thấy mới cay vậy đó chứ. Rồi, và bây giờ tiếp theo mình làm gì nè? Tất nhiên là sẽ vận chuyển nó về rồi. Thì để mình xem coi. Đầu tiên là mình sẽ thử mình gấp cái con đue này trước cái đã. Chắc là gấp không được đâu anh em. Rồi. Ủa cái này nó xỉu hay là nó ấy vậy? Cái này nó chưa xỉu đâu. Con này nó trâu lắm. Tiếp theo là mình sẽ thử gấp con Daiwood. Rồi không được. Như vậy là mình sẽ làm cái thuyền. Mình sẽ đánh một cái dòng cung hơi bị xa. À anh em thấy không? Mình sẽ đánh một cái dòng cung hơi bị xa, đi vòng qua đây. Vòng qua đây về nhà mình trước. Rồi sau đó mình sẽ quay lại bên cái phía mà bên đây nè, để lấy chiếc thuyền của mình. Ha. Ai cha, mình quên rồi đó, mình quên setting cho anh em nhìn thấy rõ video rồi. Ở tập trước mình tìm ra cách setting, mà tại vì thói quen là vào game á là mình quên setting, cho nên là video này anh xem anh em coi đỡ đi nha. Coi đỡ cái chất lượng nó hơi kém một tí. Mấy nay không biết cái cạc màn hình của mình bị sao, nó sắp hư tới nơi rồi. Chưa có tiền đi thay nữa mà anh em cứ đòi cái đồ edit video là chết tôi luôn á, thiệt chết mẹ mình luôn á. Còn như bạn kêu mình chơi mod á thì mình nói thẳng với các bạn luôn là tập này, season này mình không chơi mod nhiều, mình không chơi mod thú. À, mod decor thôi, mod mấy cái mod mà để xây dựng thôi. Cái này là gì ta? À con này con bò cạp hả? Ui ui có cung thì xài được. Má tiếc quá. Trên đường đi thì mình sẽ ủa. What the fuck? Đây cái này tôi không biết rồi nha, cái này thiệt tôi không biết à. À, dành cho anh em nào mà chưa biết là con Daewoo này không cần đồ cưỡi nha anh em. Holy shit. Ơi, con Daewoo này không cần đồ cưỡi. Ơi, được đấy. Hơi bị đỉnh của đảng đấy. À, con Daewoo này không cần đồ cưỡi. Ngon ngon. Ủa, tính ra tôi còn mười mấy narcotic mà ta. À, tại sao tôi không bắn cái con kia? Trời ơi! Vãi cái đái! Điên ba cuộc đời! Rồi biết gì hồi nãy tôi bắn là hên xui rồi tôi tem được nó luôn á. Bây giờ hiện tại là tôi có 16 cái cung hả? Bây giờ turbo nó chưa có hồi hết đâu. Chơi luôn. Thử nha, được ăn cải ngã về không nha anh em. Được thì chúng ta sẽ đem con này về. Mình thấy con này xỉu rồi, sắp xỉu rồi đó, nó chạy rồi đó. Được ăn cả ngã về không à, tép tôm hết à, cái thế là được ăn cả ngã về không. Ui nó núp rồi, phải bắn vô cái đầu nó nha anh em. À, bắn sao vô nó đi trời. Còn 6 cây. Vãi cả đái. Ủa mày giỡn mặt với tao đó hả? Mày giỡn mặt với tao á hả? Giỡn gì có vui không? Hả? Giỡn gì có vui không? Hỏi thiệt á. Giỡn gì có vui không? Ủa rồi còn 4 cây của tao đâu? Ok. Rồi, hết. Hay là mình lấy cái này mình đập nó ta, cái cây gì, cái chè đâm tiêu nè anh em. Cái chè đâm tiêu nhanh 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 đến nó hồi tôi bô lại mất công. À, mình cũng không có cần phải nhất thiết là phải sao ta? Phải cho nó level cao nữa anh em, tại vì bây giờ mình cần nó để mình lấy đồ thôi. Cái cây chày đâm tiêu là tên gì mình quên tiêu rồi. Cái cây mà đập nó lên tô bồ ấy. Từ từ anh em chờ tôi một tí, tôi nghiệm nghiệm cái đã.
Đây Wooden Club. Đây, làm hai cây luôn. Quýnh nó sẽ lên tower. Tạm thời mình không cần phải nó level cao. Bây giờ 45 là level cao hết thân rồi. Mình sợ quýnh nó chết đó chứ không gì. Ok, vậy dễ thấy nè. Con này thì không chết nổi đâu, nó trâu lắm. Ôi, mới quýnh này mà máy rồi. Nhanh thế. Mình thử đi, không được thì thôi. Hết hai cây này không được thì thôi, mình qua mình bắt cái mình có dịp thì mình quay lại mình bắt nó sau. Mình làm đầy đủ rồi đó. Để quýnh hồi nó chết à, mình sợ vậy. Rồi xong. Ok. Không xỉu nổi đâu anh em ơi. Về. Mình rất là thích con đai quýnh này, nó đẹp nữa. Công nhận đẹp thực sự luôn anh em. Mình cần phải bên đây một tí. Mình chưa gấp, mình chưa gấp. Anh em biết sao không? Tôi cần phải đi farm một tí chitin. Một tí chitin nữa. Đây, con này thì cũng có chitin này. Chitin khá là nhiều đây chứ không phải ít đâu. Ui, what the fuck, có gì vậy? Xỉu chưa? Ôi, nó có cái dấu gì nè anh em? Cái này tôi không biết nha, anh em nào biết chỉ tôi nha. Cái này lâu quá tôi không có cập nhật được kiến thức để phổ cập cho anh em nữa không? Tôi khá thích cái con Daewoo này luôn á, khá là thích luôn á. Mà cái con này nó quay nó yếu quá, phải đi farm nó một tí nữa. Con này bên đây là săn chi tin là ngon luôn á. Con này chạy cũng đã mà làm cái gì cũng đã. Hồi nãy tôi tính nói về cái vấn đề mà tại sao tôi không tem được con Daewoo cho anh em nghe. Cái con này có hiệu ứng gì mà sao nó đánh ra nay nó có hiệu ứng gì ta? Ôi đừng đừng quýnh mấy con rết nữa nha, con rết nó trâu lắm á, chứ không phải chơi đâu. Nhìn anh em nhìn vậy thôi chứ nó trâu lắm á. Round free miss. Ok. Để tem được cái con Mantis á thì chúng ta sẽ cần một loại thức ăn có tên tiếng Việt đó, đó là cái sừng của con Dead Worm. Dành cho bạn nào mà không biết con Dead Worm á thì con Dead Worm là một con mà sống ở dưới lòng đất trong những cái map sa mạc giống như là Scott Air. Hồi đó mình có chơi bên kênh My Game cho anh em xem rồi đó, là cái con Dead Worm đó nó sẽ sống ở dưới lòng đất, mà khi mà cái dấu hiệu nhận biết của nó dưới lòng đất đó, đó là chỗ nào có nó sẽ hiện lên, hiện giống như là nó bắn cát lên vậy đó, nó bắn cát lên và khi mà anh em lại gần đó, nó sẽ chò cái đầu lên và tấn công anh em. Thì khi mà chúng ta giết được nó thì chúng ta sẽ được cái sừng của nó và dùng cái sừng của nó để vào số 0 cho Mantis ăn. Tem một theo kiểu không phải là bắt xịp nữa mà kiểu mà rất là khó khăn, tại vì anh em cần phải không cho con Mantis tấn công mình, con Mantis mới chịu ăn, kiểu như vậy nó rất là khó. Còn bắn xỉu nó mà nhét đồ ăn vào mồm nó thì quá dễ rồi, nhưng mà các bạn thấy là nó không cho phép chúng ta làm điều đó, anh em hiểu không? Đó, cho nên là mình mới rất là khó khăn để tem được Mantis. Nhưng mà mình đã có nghiên cứu sơ rồi, ở trong cái map này nó không có Dead Worm. Nó không có Dead Worm.
Vì thế cái việc tem man tích là một cái việc bất khả thi cho lắm. À, mình đang cũng đang cần con này đây. Đó, con này đi săn là thầy luôn á anh em. Con này cũng khá là mạnh chứ không yếu đâu. À, nhiều anh em nói là tôi bắt con cần cờn này nè. Con cần cờn này là làm thịt thối rất là nhiều. Đây đây, tôi đang cần mấy con này đây. Ôi, hết stamina. Tôi ở đây một tí rồi, sau đó tôi vận chuyển hai con quỷ này qua. Tập này tôi cũng chả biết là tôi sẽ tem con nào. Nhưng mà tạm thời á thì tôi về nhà trước cái đã, rồi tôi quay lại tôi tem con đập đá. Ê, nó quýnh bào á, nó quýnh bào chứ không phải quýnh mày đâu. À, giết con này được thịt thối luôn nha anh em. Giết con này được thịt thối luôn. Đây 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 đây. Cái này nó cũng hay là mình đánh dấu được. Con này mình lên cho nó mát đam đi. Đây, thịt thối khá là nhiều. Thôi, CDB hơn các anh em thấy không, một tí farm thôi là đã lên rất là nhiều rồi. À, chúng ta không nên đụng con đó đâu, con đó mạnh lắm, con đó mạnh lắm, cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh. Con nó mạnh lắm. Mình khá là ngại đụng con nó. Có gì mình không chịu trách nhiệm đâu, con này mình đang cưng con này hết thân mà. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái bè. Mình đóng cái rồi mà bây giờ mình chỉ cần vận chuyển nó về thôi. Mình farm như đây là mình nghĩ cũng đủ rồi. Bên kia cũng không có thiếu những cái tài nguyên này. Sau khi về nhà thì mình sẽ quay lại bắt con đập đá rồi thu hoạch những cái thứ mà lấy chiếc thuyền của mình, lấy crystal lại rồi mới đi. Con này đang trong tình trạng kiểu như là nó hấp hối tới nơi nè anh em. Mình nghĩ là làm con mình làm cái yên cưỡi cho con TR bớt nó hơi bị khó đúng không ta? Nó còn phải có metal. TR bớt. À, rất là dễ, rất là dễ. Như vậy là mình khỏi cần phải kêu nó lên rồi. Đây, TR bớt. TR bớt thì chúng ta đây. Wood fiber. Mình quay lại con chim mình lấy cái đã. Fiber và wood. Đây và thiếu fiber. Rồi, như vậy là khỏi phải kêu mất công là phải huýt sáo mà kêu nó lại. Nó có một cái lệnh, nó có một cái lệnh là điều khiển thú phải đi lại cái điểm nào á, nhưng mà mình quên tiêu cái nút đó rồi. Ô, nặng thế. What the fuck? Tính ra ngàn cục thịt nó cũng nặng nữa. Vãi cái đáy. Rồi. Được chưa? Ok chưa? Lên. Sao con đây wood này nó đi xa vậy? Đi xếp vô em. Ok. Đấy, mình vận chuyển ba con này về nó cũng hơi khó nha các bạn. Hơi bị khó luôn á. Bây giờ mình phải đi lết lết như thế này thôi sao? Ok. Yup. Let's go. Gamma 2. Rồi, chúng ta lên đường nào. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng qua bên kia, vòng qua như cái lịch trình hồi nãy mình nói các bạn. Sau đó mình sẽ về nhà. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tại nhà mình nha. Ok, về tới nhà rồi anh em ơi.
Và mình đã mất con Daywood. Và con Daywood đâu? Con Daywood nằm ở bên đây, nó đang lấy mình đây. Có một con Megalodon nè. Mình làm rớt nó, mình làm rơi nó và ui được. Chạy 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 lại em ơi, nhanh nhanh em ơi, cái con quỷ này, cái con phá thuyền đấy. Mày ngon mày ra đây, mày ngon mày ra đây, tất cả bát xịp rồi, không ai đánh mày đâu, hứa đánh nằm chó, hứa đánh nằm chó. Đi vô đi 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 vô vùng nước cạn này, đi vô vùng nước cạn nè, nhanh nè, nhanh nè, ngoan nè, nhanh 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 lên, come on come on come on come on come on come on, nhanh lên, cái mập đằng sau kia. Hay cái mập nó bỏ cuộc. nhanh lên, come on. Ok, nice. Ôi, sao? Cưng lắm cơ. À, và quên nữa anh em. Tôi nhớ là không làm á, anh em có nói với tôi á, đó là cái con có cái con quay rình nó hiền đúng không? Ở tập 2 tôi có nhớ tôi đi kiếm nó mà tôi kiếm không ra, nhưng mà hôm bữa vô tình tôi quay về đây nè, tôi lấy cái gì ta, tôi đi kiếm Flayflower. Ok, tôi đi kiếm Flayflower thì tôi có thấy nó. À, và hôm nay tôi mong là tôi sẽ bay một vòng và tìm lại được nó. Và anh em nói là nó tem được, và nó tem rất là dễ và nó không tấn công mình. Cái đó là tôi thấy là nó ưng lắm cơ. Và để tôi xem coi hôm nay tôi có diễm phúc để tìm được nó hay không. 100 mấy. Bỏ vào đây. 100 mấy luôn. Rồi ok, mấy cái Vral Frimid này hay là cái oi này thì chúng ta sẽ bỏ vào đây. À, cái này ở đây đây, và cái này chắc là tôi sẽ làm thịt thối hết. Ok, làm thịt thối hết, tôi nghĩ là nó sẽ ăn anh em mà. Anh em cũng không có tâm tí nào hết trơn, anh em viewer của tôi không có tâm, chỉ tôi cho tôi biết là cái con đó hiền mà không cho tôi biết là cách tem nó như thế nào, không là bắn xỉu nó và bắn là nó có dí tôi không, là như thế nào, như thế lào lào lào. Hôm nay thử tôi đi kiếm nó ra được không? Rồi trong lúc mà chờ cho con narcotic nó làm xong á, thì tôi đi kiếm con quỷ quay rình ha. Rồi sau khi mà có đủ có nó làm xong narcotic rồi á, thì tôi quay về, tôi qua bển, tôi làm tôi lấy con đập đá nữa là xong, là khỏe rồi đó. Chiến dịch sa mạc tìm manh tích của chúng ta tới đây là kết thúc luôn á. Là chiến dịch mang tên manh tích mà đéo có con manh. À, đây đây đây, tôi nhớ không lầm là bữa tôi thấy nó ở đây. Ok, giờ anh em chỉ tôi cách bắt nó nha. Má, anh em mà dụ tôi là tôi buồn lắm á, tôi nói thiệt. Thề, ổ hình như có hai con đúng không? Kìa, một con ở dưới, thề tôi thử tôi xuống rồi. Anh em mà dụ tôi là tôi buồn lắm á nha, tôi nói thiệt. À, con quỷ nó lấy đồ. Anh em dụ tôi là tôi buồn lắm á. Cái gì? À, rồi. Tôi thấy tên rồi đó nha. Chờ chờ tôi một tí. Tropical Red Crystal Wyvern. Ok, chờ tôi một tí. Rồi, tôi biết rồi, nó ăn ray đó à. Ủa, nó bay đi mất mẹ rồi. Trời ơi, trễ một tí xíu thôi, hên là tôi có đem ray đó rồi. Không sao. Được. Tôi lo được con này. Ôi, ôi, nhắm chút bính nó rồi. Ê, anh cho em cho anh ăn hứa. Không, what the fuck, kỳ vậy? Không lấy dục ra hả? What the fuck? Ê, 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 oh, holy shit. Ui, vãi cái đáy. Cái gì vậy trời? Ủa, kỳ vậy? Ở trong cái bảng của nó là nó nói là Raylor, cho nó ăn là Raylor là đúng rồi ta, để tôi coi kỹ ra coi. Rồi, cho nó ăn Crystal, cho nó ăn Crystal. Sao 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 dạo này cái
ba cái quỹ cái trang chủ của ARK nó sao sao đó các bạn. Mình rõ ràng là mình thấy là tem nó bằng Raylower mà không đúng công thức. Ai da, trời ơi sao khó thế. Trên kia có hai cục kìa. Hôm nay là tôi mà tem được con quay rình là tôi bá luôn anh em. Ủa sao 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 Raito nó game này nó dễ dữ à ta. What the fuck? What the fuck? Ui. Ui tôi lỡ tôi ăn ray đó vô nó bị cái gì rồi đó anh em. Có hiệu ứng gì lạ lạ. Đây đây lấy đồ nè. Rồi đây đây dư rồi, qua đây là quá dư rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi. Dinh à, con đô đô mà cũng đánh mình nữa hả? What the fuck? Mình chắc là mình vứt bớt cái gì ra đi, Stone đi. Con chim này nó yếu lắm. Berry đây. 170 vứt luôn. Vứt luôn. Tự mình đem theo chi tiên nhiều dữ rồi ta. Anh ơi, xuống đây em cho anh ăn nè. Đâu rồi? Bên đây có một con nè, ok. Nó đang bị kẹt gốc cây. À, ngon ngon chim ngon chim. Nhớ nha, nhớ là em cho anh ăn á. Tới giờ xuống đây với em. Được, được. Anh ơi, xuống xuống anh ơi, xuống. Xuống. Xuống anh ơi. À, sao nó không cho ăn phát mà nhanh ta. Con này level mấy ta, nãy mình cũng quên coi nữa. Được, 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 tập này có thu hoạch hơi bị khủng. Khủng, mình sẽ đầu tư vào con Wyvern này rất là nhiều đấy anh em. Mình đang cần con Wyvern này rất là nhiều. Ôi, biết vậy mình gặp nó sớm anh em. Nếu mà gặp nó sớm mà đâu phải chơi con chim cực khổ bay qua bay kia rồi đâu có câu được con nào đâu, con Wyvern này câu được mà, đúng không? Con Wyvern này nhiều tác dụng lắm ấy. Mà mày đứng kiểu chó đó ai cho mày ăn được. Ơi ông nội ơi, xuống đây ông nội ơi. Mình chơi liều luôn. Ui, chưa chưa cho nó ăn được. What the fuck? Chưa chưa cho nó ăn được, chưa chưa cho nó ăn được. À, mình hơi bị rối anh em. Hơi bị rối. Thấy con này mình rối quá rối. Bay theo nó kịp không ta? Tốc độ bay nó cao hơn mình không? À, con này không được. Không phải là không được mà tại mình phải theo dõi nó anh em. Mất công bị sổng nó đó. Mình bay đi đâu vậy ta? Đây đây nó đáp rồi, nó đáp rồi, đang đang kiếm chỗ, đang kiếm chỗ nào. Xuống xuống anh ơi, xuống anh ơi, xuống xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Đói bụng kìa mẹ em, anh ăn là được, anh ăn là được. Ui, sao anh ăn lâu vậy? Sao anh ăn lâu vậy? À, ở trên trang chủ đó các bạn. Cái thức ăn mà để cho mà cái con quỷ thức ăn mà cho nó mà ăn tốt nhất á, là nó nói là cái Raito mà 7 màu á anh em. Cái viên pha lê 7 màu. Được mà ăn này nó hụt. Và nó tuột máu ra. Ui quá trời quá. Và nó tuột máu hơi bị nhiều luôn. Mà phút nó lên thôi kệ không sao. Ok, máu nó lên là được rồi. Đừng để con nào đánh là được rồi. Cái Raito 7 màu mà mình chưa có tìm ra được cái Raito 7 màu gọi là Element Raito. Ở đâu mất tiêu mẹ rồi, đi đâu rồi? À đây đây nó đây. Ôi, nó ỉa rồi, nó ỉa rồi, nó ỉa rồi. Ha ha, mày ỉa rồi đúng không? Ăn rồi ỉa, ỉa rồi ăn. À đó, cái quy lực nó là như thế. Rồi vô vô. Đáp nè, đáp 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 xuống đây. Đúng rồi má, mình phải cho nó ăn hai lần nữa mới được. What the fuck mày cho anh ta à? Ừ mày phải dính cái cây mày mới chưa. Rồi ok, ui 42 lận lâu thế.
Bây giờ mình sẽ kiểu như mình skip những cái khúc mà nó bay lượn ha anh em, để chờ tới lúc mà nó đổi mình cho nó ăn tiếp. Ok anh em, gần lần này chắc là đủ rồi, hồi nãy mình cho nó ăn cũng hai ba lần rồi đó. Bây giờ chỉ cần nó đáp xuống là mình cho nó ăn thêm một lần nữa là đủ. Nó 80 mấy% rồi. Mình muốn cho anh em chứng kiến được cái cảnh mình bắt nó. Mất công có một số thành phần nói mình là mình sẽ sử dụng cheat để tem nó thì phiền lắm. Ây da, what the fuck? Cái đéo gì thế nhờ? Rồi xuống. Ăn no rồi bay xuống. Ok, nice. Ủa rồi mày có biết what the fuck? Ôi, nó đánh tôi anh em ơi. Rồi, đi qua đây, đi qua đây. Ok, bay về đi tính tiếp. Mình muốn cưỡi nó quá anh em, mà không biết là cưỡi được hay không, để mình thử coi. Cưỡi được không ta? Má, mình sợ cưỡi, mình bay qua con chim này cưỡi không được á, để mình về nhà tính tiếp. Về nhà đi. Còn tập sau thì còn một con Warren nữa, chắc là giữa tập sau thì mình sẽ tem nó luôn. Tại tem cái này nó cũng dễ mà, chắc là mình không cần phải quay cho anh em xem nhiều. Vô game là có một con liền. Ủa rồi cái nhà tôi đâu? Cái nhà tôi bên đây. Con này nhìn khá là đẹp ấy. Nó có thể nào mà cởi đồ ra cho nó nhìn nó đỡ nóng không ta? Hồi nãy mình bấm cái nút gì mà mình quên tiêu rồi, để mình mò lại coi. Ok, đi vô đây. Đó giỏi. Cái nút phẩy giống nút chấm gì nha anh em. Price. Nice. Mê đây đam. Nice. Coi có đam nó nhiều nha, có đam nó nhiều nha. Ui, 81 cũng là khá cao rồi đó. Level nhiêu? 90. Ui. Nó bay ngang nước, nó có hiệu ứng gì nè anh em. Ui. Nó có tiếng nước rợn lên á, không biết là nó có thể đi lặn xuống nước được hay không. Con này là tropical, là con này là không được. Ok, không được. Rồi, khả năng phun lửa là như thế nào nha. Con này mình đang muốn tem cho nên là mình không phun nó đâu. Phun mấy con nó chất chất một tí. Phun con má ơi, giờ giết ở đây không có thú nào cho mình phun luôn á. Đây. Có một con hình như con đô đô đúng không? Ui. Ủa sao phun đam nó yếu xìu vậy Tài? Phun đam nó yếu xìu vậy? Ôi nó phun nước anh em ơi, nó phun nước. Được. Cái chữ C là gấp nha anh em, chữ C là gấp. Không đủ stamina. Ok hồi đi cưng. Wow. Hình như là cũng nhiều á nha. Mỗi lần phun là 37. 37 là một cái thôi nha anh em. Hình như là mình thấy cũng nổi lên cũng 10 cho tới mười mấy cái 37 á. Có nghĩa là cũng 300 mấy, 400 đam. Bao 400 mấy, 500 đam ấy. Căng đấy. Rồi, mình chỉ cần việc mình farm cấp con này thôi. Còn mình sẽ test được cái, mình sẽ test cái khả năng câu gấp của nó như thế nào nha. Để mình thử coi. Con này không được. Con này hình như nó bự quá so với quy định. Để mình thử con rùa hay là con gì nó nhỏ nhỏ hơn coi. Có con nào cho tôi gấp được không ta? Để hay là mình lên trang chủ mình tham khảo coi nó có thể gấp được con nào không ta, để mình thử coi. Rồi được rồi anh em ơi, được. Trong cái bảng trang chủ về cái thông tin của con Warren này á,
thì nó cho phép chúng ta câu cái con cái gì ta, con đập đá của mình bên kia được. Ngon ngon ngon, được 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 rồi đó. À mình qua đây mình sẽ trả thù cái tụi cái mấy con quỷ mà đã bị cho mình bị ăn hành. Đây Rystle đây, hiện tại bây giờ con quay rình thì mình cũng hơi nặng rồi, mình cũng khá là nặng rồi, cho nên là mình không thể nào mà lấy được nhiều. Rystle có 100 mấy, thôi bỏ đi, bên kia cũng có nhiều lắm. Đây đây đây, mình thử nha, mình thử nhẹ thôi, chúng ta thử sơ sơ để mà anh em ghiền. Thôi nhẹ 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 nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, tình cảm, nhẹ nhàng tình cảm. Con này chỉ cần max stamina và max đam thôi là ok. Còn quay á thì mình sẽ nâng cho cái con mà vận chuyển là cái con quay rình còn lại anh em đó, mình phải chia ra, con nào cũng có một cái công dụng của con đấy đấy. Thế đấy vứt ta, ui con này đẹp nhờ. Sao cái bản Rystle này nó làm mấy cái con thú mà sơn lên nhìn có vẻ như là nó cũng rất gì và này nọ đấy. Bây giờ chúng ta qua đây chúng ta lấy đuôi về. Ui có cá sấu luôn. Ủa ồ mình nhìn nhầm, mình tưởng cá sấu. Con này cũng ngon nè anh em, con này thật sự cũng ngon ấy. Con này mình gấp không được, gấp được là mình gấp rồi. Để mình lấy vào primit. Ôi đam nó còn yếu quá anh em, đam nó còn yếu quá. Ủa nãy giờ tôi nâng đam đúng không? Ừ tôi nâng đam mà. Ok, remix bây giờ tôi cũng nhiều lắm luôn rồi đó. Lấy thêm miếng nữa đi. Má mình không biết mình gấp con đua được hay không. Ui cái hang này chỗ này đã nha. À mình farm chi tiên nữa. Hình như bò cạp nó không dám kiếm chuyện với con rồng của mình, thấy con rồng của mình thì nó chạy biết điều đấy. Ôi con này nó trâu không mình nghĩ. À, vớt bớt thịt đi. Cái gì mà nặng dữ này không biết nữa. Ơ, mày làm gì tao đấy? À, mấy con quỷ này sao mà nó mình để con này tại vì qua rồi mình yếu hay là tại vì nó mạnh ta, tại qua rồi mình yếu các bạn. Level có 100 mấy thì cũng hơi chua ha. À, bò cạp solo lại bò solo lại cào cào hay không, chúng ta thử nha. Ui, hết hồn liền. Vô đây vô đây, cứ vô đây. Ui cái gì, 1.000 1.200 chi tin hả, giỡn hả. Ui cao cao nhiều dưới hả, 1.200 chi tin đó em ơi, căng đấy, hơi bị đỉnh của đảng luôn á. Ok farm nhiều quá mình sợ mình gấp cái con đuôi không nổi. Đây đây đây, duel của mình đây. Ui cái gì nữa đây, ui có một con Sabertooth kìa, ui đẹp vậy, đừng có chết nha em. Sabertooth hay là đai quất vậy, Sabertooth ui Sabertooth. Ôi ê, làm gì làm, đừng đụng vô con duel của anh nha. Thôi anh về nha, mai tập sau mình sẽ quay lại mình bắt con Sabertooth đó. Ui Sabertooth nhìn đẹp nha, nó làm như nó mấy cái skin của Anunnaki với Eternal hay là mấy những mod khủng long khác anh em, đẹp cực kỳ, nhìn nó khá là chất.
Rồi, về. Ok, thả xuống đây. Tùm. Rồi rồi, ở đó mà chơi đi. Ủa, what the fuck, cái gì vậy? Ủa? Sao cái đảo của tôi mà có trẻ trâu ở trong đây nhà? Thế nào? Tụi bay quậy à? Mà sao không trúng con nào trời vậy? Cái đảo của tôi mà có trẻ trâu trong đây là không lượt rồi. Ok rồi xong như vậy là chắc là mình bắt con này luôn không ta, bắt con này luôn không, thôi tập sau đi, dù sao nó cũng về đây với mình rồi. Rồi tạm thời mình chưa có xài nhưng mà cứ để nó đi, tất cả vô bắt xịp hết nha. Mình có nên ra tay mình giải cứu không ta? Làm gì đây? Mày làm gì đây? Mày làm gì đây? Ngáo à, ngáo à, ngáo à, ngáo à, ngáo à, ngáo tôi cho mày ăn cháo liền. Sao đảo mình nay có trẻ trâu nữa? Ok. Rồi dù sao mình cũng để đây rồi. À, tạm thời tập sau mình sẽ tem nó luôn. À, hôm nay mình chưa có đề coi nhà cho các bạn như anh em xem ha. Có vài cái cọc vô lý nhưng mà ok không sao, mình sẽ từ từ mình sẽ chỉnh lại, có thời gian mình sẽ chỉnh lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để lại like, share cho mình nha. À, bạn nào mà chưa xem những cái tập kia các bạn cứ xem cho nó hết rồi sau đó là theo dõi diễn biến câu chuyện nha anh em. Bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã xem video này.